Xin chào tất cả các em, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một thực tim bẩm sinh nữa, đó là tồn tại ống động mạch hay còn gọi là cỏ ống động mạch. Thì đây là các mục tiêu của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ gồm có 7 mục tiêu. Nội dung thì chúng ta sẽ có 8 cái phần nội dung. Vậy thì ống động mạch là gì? Ống động mạch là nó là cái phần nối giữa động mạch phổi tại vị trí phân chia nhánh với eo động mạch chủ. Thì ống này tồn tại và nó có cái máu chảy qua trong thời kỳ bào thai, nhưng tuy nhiên nó sẽ thường đóng lại sau khi trẻ sinh ra. Và tồn tại ống động mạch khi mà sau rất là nhiều tác giả, tuy nhiên nếu người ta thấy rằng là khi mà đứa trẻ trên 3 tháng tuổi mà vẫn còn tồn tại cái ống động mạch thì người ta gọi đó là tồn tại cỏ ống động mạch. Và cái tật này thì chiếm từ 5 cho đến 10% các tật tim bẩm sinh, và nó sẽ có sự chênh lệch về tỷ lệ cỏ ống động mạch giữa nam và nữ. Nam thì sẽ ít hơn nữ. Rồi nguyên nhân thì nguyên nhân của bệnh này thì chúng ta thấy rằng là trẻ sẽ có do trẻ sanh ngạt nè, thiếu oxy. Khi thiếu oxy thì tế bào nội mạc của ống động mạch nó không tăng sinh để bích lọc ống động mạch lại được. Hoặc là trẻ sanh non, nhất là khi mà tuổi thai nhỏ hơn 30 tuần. Thì khi sanh non thì tế bào nội mạc của ống động mạch nó sẽ không nhạy cảm với oxy nên sẽ không tăng sinh để bích lọc ống lại được. Hoặc là chúng ta thấy rằng là trong trường hợp mà mẹ bị nhiễm rubella trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì khả năng mà con bị cỏ ống động mạch sẽ rất là cao. Thì chúng ta sẽ nói về phôi thai học. Thì như hồi chúng ta đã từng nói là cái sự hình thành của tim thì sẽ trải qua 3 giai đoạn lần lượt theo thứ tự, đó là sự dài ra và gấp khúc của ống tim nguyên thủy, thứ hai là sự bành trướng không đều của các ống đoạn ống tim nguyên thủy và sự tạo ra các ngăn của tim. Thì trong quá trình phát triển của phôi thai thì ống động mạch nó xuất phát từ cung mang thứ 6 bên trái vào tuần thứ 6 của thai kỳ và nối liền giữa thân động mạch phổi và cung động mạch chủ xuống bên trái, đóng vai trò quan trọng về mặt sinh lý trong thời kỳ phôi thai. Sự phân chia của các cung động mạch thì chúng ta thấy rằng là có động mạch hàm trên, động mạch móng và động mạch xương bàn đạp, động mạch cảnh trung và đoạn đầu của động mạch cảnh trong. Bên trái cung động mạch chủ từ động mạch cảnh trung trái cho ra động mạch dưới đòn trái, bên phải động mạch dưới đòn phải, và thứ sáu là bên trái thì cho ra động mạch phổi trái và ống động mạch, bên phải thì cho ra động mạch phổi phải. Thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên thì ống động mạch sẽ nối với động mạch phổi với đoạn ngang động mạch chủ. Cuối thời kỳ phôi thai nó sẽ di chuyển đến vùng eo, động mạch dưới đòn trái di chuyển ngược lên. Do vậy ống động mạch thường cách đoạn xa của động mạch dưới đòn trái khoảng 5 đến 10 mm. Thường cung bên phải thoái triển, do đó cung động mạch chủ thường bên trái, nhưng có một số ít trường hợp thì cung động mạch chủ bên phải. Trường hợp cung động mạch chủ bên phải thì ống động mạch thường bên trái và nối đỉnh thân động mạch phổi với thân cánh tay đầu trái hoặc nằm bên phải. Hiếm hay kết hợp với bất thường khác, một số thì chúng ta có thể thấy là ống động mạch nó có thể có ở cả hai bên. Về hình thái học thì theo Rischenko thì chúng ta chỉ chia thành 5 tiếp. Thì tiếp A là tiếp thường gặp nhất, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái dạng đầu chủ nó sẽ lớn hơn đầu phổi. Đây là đầu chủ. Chúng ta thấy kích thước đầu chủ nó sẽ lớn hơn đầu phổi. Còn ngược lại là tiếp B, đầu phổi kích thước nó lớn hơn. Tiếp C thì đầu hai bên nó bằng nhau, nó dạng hình ống. Tiếp D là hai bên nó co thắt lại, và tiếp cuối cùng là nó hơi ngoằn ngoèo. Thì trong các phân loại này chúng ta thấy rằng tiếp A là thường gặp nhất với 65%, tiếp B thì chiếm 18%, còn các tiếp khác thì hiếm gặp hơn. Thì sinh lý bệnh trong thời kỳ sơ sinh thì chúng ta thấy rằng là trong thời kỳ sơ sinh thì tồn tại ống động mạch, nó tồn tại sự thông thương máu giữa động mạch chủ và động mạch phổi. Vậy thì lưu lượng máu qua ống động mạch nó sẽ phụ thuộc vào cái gì ạ? Nó phụ thuộc vào đường kính, chiều dài và mức độ thẳng hay xoắn của ống động mạch. Chiều của dòng máu thì sẽ phụ thuộc vào chênh lệch kháng lực giữa động mạch phổi và mạch máu hệ thống. Có luồng thông hai chiều trong đa số các trường hợp vào thời điểm vài giờ sau sanh là bởi vì lúc này áp lực động mạch phổi nó lớn hơn động mạch chủ, do đó luồng thông phải trái nó diễn ra trong thời kỳ tâm thu. Tuy nhiên kháng lực máu phổi nó sẽ nhỏ hơn kháng lực hệ thống, do đó máu sẽ đi chiều ngược lại trong thời kỳ tâm trương. Khi mà trẻ sinh ra trẻ tự thở thì lúc này kháng lực mạch máu phổi sẽ giảm đi rất nhiều và nhỏ hơn kháng lực hệ thống, luồng thông sẽ là trái phải. Ống động mạch lúc này nó đóng về chức năng thì thông thường là khoảng 24 đến 48 giờ sau sinh. Ống động mạch nó vẫn còn đáp ứng với oxy, nồng độ oxy hít vào thấp do bất kỳ một nguyên nhân nào gây ra làm tăng kháng lực mạch máu phổi thì lúc này sẽ luồng thông lại trở thành luồng thông phải trái. Vậy thì chúng ta thấy rằng có 3 quá trình song song và xen kẽ lẫn nhau trong giai đoạn ống động mạch. Đó là bao gồm co thắt cơ trơn gây hẹp lòng mạch, mất sự đáp ứng giãn mạch do prostaglandin, thay đổi cấu trúc giải phẫu lúc này sẽ dẫn đến đóng vĩnh viễn, và thông thường thì chúng ta sẽ lấy cái mốc là 3 tháng. Vậy thì chúng ta thấy rằng có các yếu tố sẽ giúp gây đóng ống động mạch sau sanh là bao gồm là nồng độ oxy cao, endothelin 1, noradrenaline, acetylcholine và bradykinin. Các yếu tố duy trì ống động mạch trong thai kỳ là bao gồm là nồng độ oxy thấp, prostaglandin tại chỗ và toàn thân, NO tại chỗ và adenosine.
Vậy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng ống nếu như trong một trường hợp ống động mạch nó nhỏ thì lưu lượng luồng thông trái phải này nó sẽ phụ thuộc vào đường kính, chiều dài, mức độ xoắn của ống động mạch. Tuy nhiên, nếu một ống động mạch lớn thì chiều luồng thông lúc này lại phụ thuộc nhiều vào kháng lực mạch máu phổi. Trong trường hợp kháng lực mạch máu phổi mà nhỏ hơn kháng lực hệ thống thì luồng thông lúc này sẽ là trái phải của ống động mạch. Ngược lại, khi kháng lực mạch máu phổi lớn hơn kháng lực hệ thống thì luồng thông lúc này sẽ là luồng thông phải trái qua ống động mạch. Đây, trong giai đoạn đầu chúng ta sẽ thấy rằng máu đi từ động mạch chủ sẽ từ động mạch chủ sẽ đi qua động mạch phổi, chúng ta sẽ có luồng sinh trái phải. Tuy nhiên, khi mà kháng lực mạch máu lên phổi nhiều, kháng lực mạch máu phổi cao, tăng dần dần cao hơn kháng lực hệ thống thì chúng ta sẽ thấy có hiện tượng đảo sinh. Lúc này sinh sẽ đi từ động mạch phổi qua động mạch chủ. Trong tình huống này chúng ta sẽ thấy tuyến chuyên biệt, bởi vì chi trên sẽ hồng bởi lấy máu đỏ từ thất trái, và chi dưới thì tím bởi vì nó có máu thiếu oxy đi từ động mạch phổi đi qua cái lỗ ống động mạch. Vậy thì chẩn đoán chủ yếu dựa vào là lâm sàng, cận lâm sàng. Thì lâm sàng thì bao gồm triệu chứng cơ năng. Đối với trẻ có ống động mạch nhỏ thì thường không có triệu chứng. Nếu mà trẻ có ống động mạch lớn thì thường hay bị nhiễm trùng hô hấp dưới, tái đi tái lại, chậm tăng cân, sụt cân hoặc có triệu chứng của suy tim như thở nhanh, khó thở khi gắng sức, phù, tiểu ít, vã mồ hôi, ăn bú kém và quấy khóc. Triệu chứng thực thể chúng ta sẽ khám thấy là đối với trẻ có cầu ống động mạch thì có thể kèm như là rubella là dị hình. Ha. Rồi mạch nảy mạnh chìm nhanh là bởi vì nó làm sao nó tăng nhánh thể tích tâm trương thất trái nên là tim sẽ co bóp mạnh nhưng nó mất máu trong thời kỳ tâm trương qua ống động mạch. Do đó chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ có mạch co ri găng. Khám tim thì thấy tim to, thất trái tăng động do tăng nhánh thể tích tâm trương của thất trái. T2 đanh mạnh khi mà có tăng áp phổi. Âm thổi liên tục cường độ lớn nghe ở chủ yếu ở liên sườn 2 và liên sườn 3 ngay ổ van động mạch phổi. Khám phổi thì chúng ta sẽ thấy dấu hiệu thở nhanh, co lõm ngực, phổi có thể có ram nếu có ống động mạch lớn. Trẻ sơ sinh thì thường triệu chứng nó không có điển hình, nhất là ở trẻ sanh non thì chỉ có bệnh cảnh gợi ý mà thôi. Đây là âm thổi miêu tả âm thổi liên tục trong cổ ống động mạch là máu lên cả thông thì tâm thu và tâm trương. Thì phân biệt âm thổi liên tục với âm thổi hai thì là chúng ta sẽ nghe được cái tiếng T2 ở giữa. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta không nghe được tiếng T2 thì đó là âm thổi liên tục. Còn nếu như chúng ta vẫn có nghe được âm thổi tiếng T2 ở giữa thì đó là âm thổi hai thì, gặp trong trường hợp là hẹp vừa hở van. Cận lâm sàng thì ít quang. Đối với ít quang thì ống động mạch nhỏ thì ít quang thường bình thường. Ống động mạch trung bình lớn thì có hình ảnh tăng lưu lượng máu lên phổi chủ động, lớn nhĩ trái và lớn thất trái. Trong trường hợp ống động mạch lớn mà có luồng thông là phải trái thì sẽ có hình ảnh các cục tương tự như là thông liên nhĩ và thông liên thất khi mà đảo sên. Điện tâm đồ thì ống động mạch nhỏ thì điện tâm đồ thường bình thường, ống động mạch trung bình thì có hình ảnh lớn thất trái, ống động mạch lớn thì có hình ảnh là lớn tim trái, ống động mạch có luồng còn nếu như mà đảo sên rồi thì chúng ta sẽ thấy có hình ảnh của lớn thất phải. Siêu âm tim thì các bạn thấy đây là mặt cắt cạch ức trục ngang, chúng ta sẽ thấy đây là thân động mạch phổi phải và động mạch phổi trái. Và ở đây ngay cái chỗ này chúng ta thấy có một cái người ta gọi là dấu hiệu ba chân, thì chúng ta đó là cái ống động mạch ha. Thì chúng ta xác định vị trí nè, hình dạng theo Kristenko, đường kính đo chiều dài của ống động mạch, xem có chiều luồng thông là gì, rồi các tổn thương đi kèm có hay không. Đây thì cái phổ mà qua cái ống động mạch là cái phổ liên tục ha. Diễn tiến tự nhiên thì chúng ta thấy rằng là đối với một cái trẻ đủ tháng và trẻ lớn thì có khả năng đóng ống động mạch thấp hơn do thường liên quan đến bất thường về cơ trơn hơn là sự giảm đáp ứng với oxy. Còn bệnh lý tắc nghẽn mạch máu phổi tiến triển nếu ống động mạch với luồng thông trái phải lớn kèm tăng áp phổi không được điều trị, có thể có phình ống động mạch vỡ. Còn ống động mạch thì hiếm gặp, thường gặp ở trẻ lớn. Trẻ sơ sinh mà có cổ ống động mạch lớn thì có thể có biến chứng là viêm ruột hoại tử, bất thường tưới máu não, hội chứng siêu hấp hoặc bệnh phổi mạn tính. Điều trị cổ ống động mạch thì chúng ta sẽ có là chia ra là trẻ sơ sinh non tháng và trẻ sơ sinh đủ tháng và trẻ lớn. Thì đối với trẻ sơ sinh non tháng thì chúng ta có thể đóng ống động mạch bằng thuốc. Thì cho tới thời điểm này thì chúng ta có thể sử dụng là indomethacin hoặc là ibuprofen. Còn đối với trẻ sơ sinh đủ tháng thì cái việc đóng ống động mạch bằng thuốc dường như là không có hiệu quả. Thì không giới hạn thể lực nếu như mà không có tăng áp phổi đi kèm. Điều trị nội khoa ở trẻ sơ sinh đủ tháng và trẻ lớn là chủ yếu là điều trị suy tim, với chúng ta có thể sử dụng là điều trị digoxin, lợi tiểu, ức chế men chuyển, hoặc là chúng ta sẽ điều trị biến chứng phòng ngừa viêm nội tâm màng nhiễm trùng. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể xem điều trị nội khoa đối với trẻ sơ sinh non tháng với chỉ định là xài indomethacin ha. Thì đây là cái liều thuốc mà chúng ta có thể sử dụng và tùy theo cái giờ nữa ha. Ví dụ như là 40, dưới 48 giờ tuổi thì chúng ta có thể sử dụng là
0,2, 0,1, 0,1 ha. Nó ibuprofen. Đây là đối với trường hợp là sơ sinh non tháng và chúng ta nếu có triệu chứng lâm sàng thì chúng ta sẽ đóng bằng thuốc. Đối với trẻ lớn rồi. Đối với cổ động mạch thì chúng ta có khi mà không có thể điều trị bằng thuốc được á thì chúng ta lúc này có thể là sẽ điều trị bằng can thiệp. Đối với trẻ sơ sinh non tháng nếu mà thất bại với điều trị bằng thuốc hoặc là trẻ đủ tháng và trẻ lớn thì chúng ta sẽ đóng bằng dụng cụ hoặc là phẫu thuật. Thì nếu như mà cái ống động mạch này nhỏ hơn 4 thì cái dụng cụ mà đóng bằng dụng cụ chúng ta thường dùng là coil. Còn trên kích thước lớn hơn thì chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ là ablaser ha. Ưu điểm thì không cần gây mê hoặc thời gian gây mê rất là ngắn, thời gian nằm viện và hồi sức thì nó ngắn hơn, không bị sẹo. Tuy nhiên nó cũng có những cái biến chứng ví dụ như là thâm tùng lưu, thuyên tắc động mạch phổi, tán huyết, hẹp động mạch phổi trái, tắc nghẽn động mạch chủ, nhất là eo động mạch chủ. Đây là cái dụng cụ là chúng ta thấy là đây là cái dụng cụ coil nè ha. Và cái đây là cái đầu mà đầu chủ nè, chúng ta thấy nếu mà chúng ta sử dụng đây là tiếp A ha, đầu chủ nó lớn hơn tiếp, đầu chủ lớn hơn đầu phổi và chúng ta sử dụng cái dụng cụ là coil. Còn đây là dụng cụ ablaser thì ta đi từ đường cái tĩnh mạch chủ dưới ha, chúng ta sẽ đi tĩnh mạch chủ dưới lên nhĩ phải xuống thất phải lên động mạch phổi thì qua ống động mạch đây thất phải ha, rồi qua ống động mạch, rồi sau đó qua ống động mạch thì qua động mạch chủ, chúng ta sẽ bung cái cánh dù đầu tiên ha, rồi sau đó nó giữ lại chặt lại kéo về phía mặt động mạch phổi, chúng ta mới bung cánh dù thứ hai. Rồi còn điều trị phẫu thuật thì chỉ định trong trường hợp là ống động mạch chưa đảo sinh nhé, có nghĩa là lúc này là chưa có tăng áp phổi nặng, chưa có kháng lực phổi vẫn chưa cao hơn kháng lực hệ thống và chúng và trong trường hợp là chúng ta không thể đóng được bằng dụng cụ thì phương pháp thì chúng ta sẽ có cột ống động mạch khi ống động mạch nhỏ ngắn ha, vị trí bất thường hoặc cắt ống động mạch luôn. Tỷ lệ tử vong thì là 0%, biến chứng thì có thể thấy là càng tiến do tổn thương dây thần kinh quạt ngược, liệt cơ hoành trái, tràn dịch dưỡng chất màng phổi. Theo dõi hậu phẫu thì không cần nếu không có biến chứng, không cần phòng ngừa miễn dịch tâm mạc sau khi phẫu thuật 6 tháng trừ khi có sinh tồn lưu. Đó là những cái nội dung trong cái bệnh tim bẩm sinh cổ ống động mạch.